Vì vài câu nói em đã cho khi ta nồng say. Bật phone lên và nói hey baby alo chồng đây. Ngày hôm nay lại thấy em mood up a circle K. Fuck it anh bịt mắt chói tay xong đưa em lên on the way. Vì vài câu nói em đã cho khi ta nồng say. Bật phone lên và nói hey baby alo chồng đây. Ngày hôm nay lại thấy em mood up a circle K. Fuck it anh bịt mắt chói tay xong đưa em lên on the way. Anh không biết chúng ta không còn lâu rồi không chén cái toàn lông lộn. Giờ hơi bị yêu chúng ta trong phòng xong về anh gửi cho 200 đồng. Vài dấu yếm ra ta tàn phai, chúng ta càng đúng thì là càng sai. Để những thức chân người đã làm hại như là giấc mơ sẽ đẹp phai. Like ú con Sài Gòn papa, và một ngày nào đó nó sẽ gọi mama. Mời đi em sẽ gùn đó sẽ tại San Rama. Ngày mai là lên cú phốc cho cuộc đời thêm drama. Yeah yeah. Vài câu nói em đã cho khi ta nồng say. Bật phone lên và nói hey baby alo chồng đây. Ngày hôm nay lại thấy em mood up a circle K. Fuck it anh bịt mắt chói tay xong đưa em lên on the way. Vì vài câu nói em đã cho khi ta nồng say. Bật phone lên và nói hey baby alo chồng đây. Ngày hôm nay lại thấy em mood up a circle K. Fuck it anh bịt mắt chói tay xong đưa em lên on the way. Quân ơi chú bán giúp gì vào vòng một đẹp như vòng một vợ chú được không ạ? À vâng chiều anh ơi, đến hôm nào gặp chú nha, chú làm chú bóp chú điều chỉnh nhá. Ta có tiền để mất một người xa lạ, còn có tiền để được một người vô tâm. Chủ quán cà đa và là ra tạ, thật cái mai chỉ 5 phút ăn được 200. Đêm nay em làm vợ anh đi em, xong về khách sạn tới được 100 năm. Mai lên thiên địa trong VN, đêm nay cũng đang bo 500. Em bao ngày đi, anh lo cho em, đêm mà 2 giờ em bỏ về như lọ lem. Đâu có hay chi, từ giờ hôm nay, gặp em trên đời anh bồi hồi như mới quen. Anh mới chậm nhau em đang tránh như ngượng ngùng, anh muốn dùng xác em vào trong bức tường cùng. Vợ anh nhân tin anh tắt máy bỏ đang bận, quay xe nhìn em trong lúc anh không đang bận. Vì vài câu nói em đã cho khi ta nồng say. Bật phone lên và nói hey baby alo chồng đây. Ngày hôm nay lại thấy em mood up a circle K. Fuck it anh bịt mắt chói tay xong đưa em lên on the way. Vì vài câu nói em đã cho khi ta nồng say. Bật phone lên và nói hey baby alo chồng đây. Ngày hôm nay lại thấy em mood up a circle K. Fuck it anh bịt mắt chói tay xong đưa em lên on the way.